Xin chào các bạn, hôm nay là một ngày rất đặc biệt và tôi cũng sẽ làm một công việc rất đặc biệt. Muốn biết công việc đó là gì, hãy theo chúng tôi nhé. Công việc của tôi hôm nay là đi tìm và kết nối những suy nghĩ của những thành viên, những viên gạch âm thầm đã tạo nên một ngôi nhà Việt Travel. 20 tháng 12, 2020 là một ngày rất đặc biệt với họ. Vậy hãy xem họ nói gì về Việt Travel vào ngày hôm nay nhé! Ở một nơi khá xa trụ sở công ty, tôi đã gặp được một thành viên đang rất hồ hởi chờ đón ngày 20 tháng 12. Vì năm nay cũng là kỷ niệm 25 năm anh được làm việc ở Viettravel. Anh chia sẻ, được làm việc ở Viettravel với anh là một niềm tự hào. Anh rất biết ơn Viettravel và các anh em trong xí nghiệp vì đã giúp anh có được một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Mặc dù trong cái mùa dịch này nó hơi khó khăn, nhưng đối với anh em tụi tôi lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Và Viettravel là người đi đầu. Trong 20 năm qua, đối với bản thân tôi, quan điểm là cái tên Viettravel nó trở thành một cái ngôi nhà thứ hai của tôi, và thậm chí có thể nói nó trở thành máu thịt mới bản thân tôi. Đó là chia sẻ từ anh Nguyễn Vinh Thục Nhân, những lời chia sẻ đầy lửa đam mê anh dành cho nghề và cho công ty. Nơi anh, tôi thấy được một tinh thần lạc quan và tâm huyết của những anh chị hướng dẫn viên ở Viettravel. Trong câu chuyện của tôi còn có những góc rất khác, đó là chia sẻ từ những anh chị vẫn đang miệt mài với những con số, vẫn chạy đua cùng những kế hoạch. Ít ai biết rằng ẩn trong những con số, những kế hoạch tưởng chừng khô khan ấy là cả một khao khát về sự ấm no mà các anh chị dành cho những thành viên của Viettravel. Không biết các bạn có thắc mắc giống tôi không? Là Viettravel thì có bao giờ nghỉ đêm không nhỉ? Hình như là không, vì ở đây luôn có những người âm thầm túc trực ngày đêm để giữ cho Viettravel một khung cảnh bình yên và trật tự nhất. Chúc mừng sinh nhật Viettravel! Các bạn thân mến, đó chính là những câu chuyện, là những viên gạch đã góp nên Viettravel như hôm nay. Dù có sóng gió, dù dịch bệnh thì họ vẫn đã và đang có mặt để gắn kết với Viettravel đến lúc này. Sứ mệnh của chúng tôi, những người làm nhân sự, là chia sẻ và nhân rộng những cảm xúc ấy để tạo nên một cảm xúc chung. Là món quà đặc biệt mà chúng tôi dành tặng Viettravel nhân tuổi 25 của mình. Tổ chức nhân sự chúc mừng sinh nhật Viettravel.